Phước đức nhân duyên bởi tài người, luật đời nhân quả có lâu rồi, lắm kẻ giàu sang thỏa ước nguyện, nhiều người nghèo khổ còn bôn ba. Chớ tưởng trời kia không có mắt, đừng tin đất nọ đã câm lì, trần gian vẫn đó bao gương lỗi, thế sự ngày mai sẽ khác thôi. Và quý cô bác, anh chị thân mến, Minh Đường Tử Vi thật là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp mới nhất trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lần đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, tấn tài, tấn lộc, tấn an khang. Đây cũng là thời điểm vật đổi sao rời, thay cảnh chuyển hình cho quý bản mệnh, tiền bạc ùn ùn kéo về như thác lũ, giàu sang viên mãn tới già. Và nếu như quý bản mệnh, quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi xin chia sẻ, muốn gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Tiên tri tiết lộ chính xác 100% tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979, nữ mạng, bước sang năm Ất Tỵ 2025, gặp thời đổi vận, trúng số liên tiếp, giàu có ngút trời, nếu như nắm bắt được cơ mệnh này. Hoan hỷ chào đón quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Đường Tử Vi, mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, tấn tài, tấn lộc, tấn an khang. Quý vị thân mến, mỗi một ngày trôi qua, chắc hẳn trong chúng ta, ai cũng đều mong muốn những điều tốt đẹp sẽ đến với mình và gia đình. Công việc được thuận lợi, làm ăn tấn phát, sức khỏe thì dồi dào, gia đạo an yên, mọi sự đều thành công và suôn sẻ. Tuy nhiên, sẽ có những người gặp được nhiều may mắn và cũng có những người không tránh khỏi vận xui xẻo liên tục đeo bám, khiến cuộc sống của họ cực khổ vô cùng, cơm lo từng bữa, áo mặc từng manh, khốn khó đủ đường, nợ nần chồng chất. Đã vậy, còn có những người gặp phải đại hạn, khiến cho người đó nhà tan cửa mất, tán gia bại sản, khó có thể ngóc đầu lên được. Thế nhưng, mới đây nhất, các bậc thầy phong thủy tiết lộ, người tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979, nữ mạng, bước sang năm Ất Tỵ 2025, bản mệnh 47 tuổi, sẽ được phúc tinh cao chiếu, vận số, cực may, cực đỏ, tiền bạc ùn ùn kéo đến, làm một hưởng mười, trúng số độc đắc, khiến cả làng đảo mắt ghen tị. Và ngay sau đây, Minh Đường Tử Vi sẽ luận giải chi tiết vận trình của người tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979, nữ mạng. Nếu như nắm bắt được cơ mệnh này, sẽ giàu sang phú quý hơn người, tiền vàng bạc tỷ cầm tay là có thật. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Đầu tiên, đặc trưng tính cách người tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979, nữ mạng. Kỷ Mùi hay còn được gọi là Thảo Giả Chi Dương, Dê Đồng Cỏ, nữ thuộc cung Chấn Mộc, đồng tứ mệnh. Năm sinh dương lịch từ 28 tháng 1 năm 1979 đến 15 tháng 2 năm 1980. Mạng thiên thượng quả, lửa trên trời, khắc sa trung kim, con nhà xích đế, cô quạnh, xương con dê, tướng tinh con rái cá, được Phật Bà Quan Âm độ mạng. Người sinh năm 1979, tuổi Kỷ Mùi, mang trong mình mệnh quả thiên thượng quả, tức là lửa trên trời, tương sinh với mạng thổ, mộc, tương khắc với mệnh kim, thủy. Thiên thượng quả là quả cầu lửa khổng lồ, mặt trời, với năng lượng vô hạn, hằng ngày tỏa sáng, cung cấp ánh sáng cho vạn vật trên cõi nhân thế, mang đến sự sống cho mọi sinh vật trên trái đất. Vậy nên, phụ nữ tuổi này, tính tình cương trực, thẳng thắn, song nói năng đôi khi thiếu suy nghĩ, dễ làm mất lòng người khác, bản chất tốt, không có tâm cơ, cũng chẳng bao giờ có ý làm hại hay đặt bẫy ai. Người này luôn sống hết lòng với bạn bè, nên có mối quan hệ rất rộng, được bạn bè yêu mến. Phụ nữ tuổi Kỷ Mùi mệnh quả, ngay từ nhỏ đã được sống trong cuộc sống an nhàn, bình yên, ngập tràn tình yêu thương của cha mẹ. Càng lớn, những người này càng dễ xúc động, đồng cảm với khó khăn của người khác. Bởi vậy, họ không bao giờ từ chối giúp đỡ một ai, đi đến đâu có bạn,
có người yêu quý tới đó. Có đôi lúc sự nhiệt tình, tốt bụng của tuổi Kỷ Mùi bị lợi dụng mà họ không hay biết. Tuổi Kỷ Mùi đa số có cuộc sống an nhàn, bình yên. Tuy nhiên, người ta thường cho rằng nếu sinh vào mùa đông, tuổi Kỷ Mùi sẽ gặp nhiều khó khăn, vất vả hơn. Tuy nhiên, sự lương thiện, nhân hậu của họ luôn được đền đáp xứng đáng. Dù có gặp nhiều khó khăn, nhưng tuổi Kỷ Mùi sẽ nhận được sự giúp đỡ của mọi người xung quanh. Tuổi Kỷ Mùi nữ mạng sẽ tìm được sự hào hứng, hiệu quả hơn nếu làm việc tập thể, bởi họ là người có tinh thần trách nhiệm cao, luôn sẵn sàng hy sinh lợi ích của mình vì người khác. Khi làm việc tập thể, dù không phải người đầu tiên đưa ra những ý tưởng của bản thân mình, nhưng họ luôn đóng góp những ý tưởng độc đáo, chính xác, đúng lúc, đem lại hiệu quả cao trong công việc. Trong mắt đồng nghiệp, tuổi Kỷ Mùi là một người sáng tạo, nhiệt tình và đầy trách nhiệm. Thế nhưng đôi khi vì những nguyên tắc, luật lệ khắt khe của tuổi Kỷ Mùi có thể sẽ làm khiến nhiều người không hài lòng. Tuổi Kỷ Mùi hợp với những người có tính tình thật thà, hiền lành như tuổi Hợi, tuổi Mão. Ngược lại, mối quan hệ của tuổi Mùi với những người tuổi Sửu, Tý, Dần, Tỵ sẽ xảy ra nhiều mâu thuẫn, xung đột. Khi giao tiếp với người tuổi Kỷ Mùi, thay vì đấu khẩu, chỉ trích họ, bạn hãy lắng nghe những quan điểm, ý kiến ấy một cách chăm chú. Nếu không muốn tuổi Mùi bỏ đi, bạn cũng đừng cố gắng khai thác những thông tin riêng tư, đời sống tình cảm của họ, bởi những người này vô cùng khép kín, không bao giờ chia sẻ những bí mật của mình cho mọi người. Tuổi Kỷ Mùi có nhiều thói quen tốt trong cuộc sống. Họ ghi nhớ những kỷ niệm của gia đình vào một cuốn album, hay ngày sinh nhật của bạn bè vào một cuốn sổ tay. Người này không bao giờ quên những kỷ niệm ý nghĩa với ai đó, và họ sẽ tổn thương vô cùng nếu như không ai để ý tới mình. Họ hưởng thụ cuộc sống và làm những điều mình yêu thích. Đối với tuổi Kỷ Mùi nữ mạng, quan trọng nhất là gia đình, thứ hai là bạn bè và thứ ba là công việc. Họ không bao giờ quên bữa tối thân mật cùng những người thân trong nhà, luôn là người đem lại niềm vui, tiếng cười cho gia đình mình. Tuổi Kỷ Mùi cũng thích cùng bạn bè thân thiết đi du lịch, đến những vùng đất mới mẻ, yên bình, để hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên và bầu không khí trong lành. Phụ nữ tuổi Kỷ Mùi là con người của gia đình, họ sẽ luôn dành những tình cảm yêu thương, sự quan tâm, chăm sóc tận tình đến những người thân trong nhà. Họ đảm đang, tháo vát và biết khích lệ, giúp đỡ người chồng của mình đúng lúc. Sự khôn khéo ấy là nền tảng vững chắc để phụ nữ tuổi Kỷ Mùi duy trì sự lâu dài trong mối quan hệ hôn nhân, gia đình. Họ thích làm đẹp và sẵn sàng đầu tư một khoản tiền lớn để chăm sóc cho vẻ ngoài của mình. Đứng giữa đám đông, phụ nữ tuổi Kỷ Mùi biết cách tạo ấn tượng tốt cho người khác ngay từ lần gặp đầu tiên. Đó là lý do tại sao người này luôn có rất nhiều anh chàng theo đuổi, tán tỉnh hồi trẻ. Khi có gia đình, họ là người phụ nữ tài sắc vẹn toàn, giỏi việc nước, đảm việc nhà, sự nghiệp vững chắc, gia đạo tốt đẹp. Thứ nhất, xem tử vi 2025 của nữ mạng tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979 theo can chi ngũ hành. Xét về thiên can, Kỷ gặp Ất là tương khắc, chủ về mọi việc khó khăn, việc đều do chính bản thân mình quyết định. Sức khỏe có dấu hiệu giảm sút rõ rệt, bản mệnh cần duy trì thói quen ăn uống đúng giờ và đừng ôm đồm quá nhiều việc cùng lúc. Kẻo không sẽ rất hại cho sức khỏe, đau ốm liên miên, hao tổn tiền bạc vì chạy chữa bệnh tình. Xét về địa chi, Mùi gặp Tỵ, chủ về quan hệ bình hòa. Năm này mọi công việc tuổi Mùi dự báo không có những đổi mới. Mưu sự lớn nhỏ dựa vào chính mình, bản thân quyết định thành bại, chứ không phải yếu tố bên ngoài tác động. Trong năm nhiều cơ hội kiếm tiền, quan trọng là đương số chủ động thay đổi để nắm bắt hay không mà thôi. Xét về ngũ hành, quả gặp quả, bình hòa, vận khí cát lành, thể chất hay tinh thần đều tốt. Đương số có bệnh nhanh khỏi, cầu lộc được lộc, cầu tài đắc tài trong năm 2025. Gia đạo có chút bất ổn, chủ yếu do bản mệnh quá bận rộn với công việc mà không có thời gian cho người nhà. Nếu sắp xếp được gia đạo lại sớm ấm êm trở lại. Tiểu kết, bước sang năm 2025, vận khí của nữ mạng Kỷ Mùi được dự báo là sẽ có bước tiến triển khá lý tưởng. Công việc thu về nhiều thành quả tích cực, kéo theo cả danh tiếng, tiền bạc đều rất dư dả. Bản mệnh còn có quý nhân phù trợ, làm gì cũng có người hỗ trợ. Dù nắm giữ chức vụ nào thì bạn cũng sẽ đạt được mục tiêu mình đã đặt ra. Thể trạng có phần giảm sút,
cần chú ý chăm sóc và điều dưỡng hợp lý thì tình trạng mới sớm có cải thiện. Thứ hai, xem tử vi kỷ mùi sinh năm 1979 nữ mạng theo sao hạn. Năm 2025 tuổi kỷ mùi nữ mạng gặp sao dân hán chiếu mệnh. Sao dân hán hay dân hớn là một hung tinh chủ về bệnh tật. Nữ nhân khó sinh, gặp họa huyết quang. Nam nhân thì quan trường bất lợi, gia đình bất an, điền sản bất dưỡng tự phải cẩn trọng. Trong dân gian vẫn lưu truyền một bài thơ về tính chất của sao dân hớn như sau: dân hớn tọa mệnh nhẹ nhàng sơ qua, cả năm nhân khẩu lao đao sơ sài, đầu năm bài bạc phá tài, thua nhiều ăn ít hao tiền bất an, văn thơ đấu khẩu đa đoan, mang lời chịu tiếng bi quan của hành. Quả đất chiếu mệnh chẳng lành, kiềm tính nóng nảy tụng tranh chẳng hiền. Tháng 4 tháng 8 phải kiêng, kỵ trong 2 tháng gia đình không yên. Gặp ai gây gỗ làm ngơ, nhịn nhục qua khỏi thì mình không sao. Dân hán là sao trung tính, tốt xấu ở mức trung bình. Năm có sao này chiếu mạng thì công việc nhàn nhàn không quá vất vả, cũng không quá thành công rực rỡ. Thứ ba, xem tử vi nữ mệnh tuổi kỷ mùi sinh năm 1979 theo niên hạn là ngũ mộ. Ngũ mộ hạn xấu tổn tài, cả năm đau ốm lao đao chẳng lành, khuyên ai khấn nguyện hết lòng, đầu năm cúng bái thoát dòng tai ương. Trong cửu diệu niên hạn thì hạn ngũ mộ là hạn xấu chủ về tài chính, hao tài tốn của, thậm chí còn kéo theo những hệ lụy nguy hiểm từ sức khỏe, tinh thần. Năm nào gặp hạn này quý bạn nên giữ tiền cẩn thận. Hạn ngũ mộ là một tiểu hạn chủ tiền của, cụ thể như sau: tiền có bị kẻ xấu đánh mất, mua hàng dễ nhầm hàng giả kém chất lượng, tài chính ngày càng giảm, bớt tiền bạc dơi đi, nặng nhất có thể làm ăn thua lỗ trắng tay, không còn một đồng dính túi. Trường hợp mua hàng quá không có hóa đơn, hoặc hóa đơn không rõ ràng, dễ vướng vào dòng lao lý, chẳng may bị chính quyền bắt giữ. Bởi một số nguồn hàng kinh doanh không rõ xuất xứ, đôi lúc lòng tốt giúp đỡ người khác, chẳng hạn như cho người khác mượn tiền thì đòi không được. Thứ 4, vận niên năm 2025 của tuổi kỷ mùi sinh năm 1979, nữ mạng. Thố lộng nguyệt là vận niên mà tuổi kỷ mùi nữ mạng gặp phải trong năm 2025. Hình tượng này có ý nghĩa là thỏ giỡn chăng, báo hiệu điềm cát lành cho năm mới, hứa hẹn một năm nhiều niềm vui, hạnh phúc về tinh thần, sự giàu có về vật chất, sự toại nguyện về công danh. Về tình cảm người vui cảnh cũng chiều lòng, thật là một bầu trời tươi đẹp. Ước thì được muốn thi thành, gia đình êm ấm, tình yêu toại nguyện, gia đạo yên ấm, đón tin vui từ con cháu trong nhà. Thứ năm, xem vận hạn năm 2025, tuổi kỷ mùi nữ mạng, theo tuổi âm. Tam tai năm 2025, người tuổi kỷ mùi cần tránh các năm tam tai là Tỵ, Ngọ, Mùi. Năm 2025 là năm Ất Tỵ. Theo cách tính này thì gia chủ kỷ mùi 1979 sẽ phạm đại kỵ tam tai năm thứ nhất. Hạn tam tai thường ảnh hưởng chủ yếu đến các vấn đề tài chính và công việc, ảnh hưởng ít hơn đến chuyện tình cảm và gia đình, mức độ thường tăng, giảm theo năm. Năm tam tai đầu tiên, không nên khởi sự làm những việc lớn như xây nhà, cưới hỏi, đầu tư làm ăn lớn, vì dễ thua lỗ, thất thoát tiền bạc. Kim lâu năm 2025. Năm 2025 là năm Ất Tỵ, gia chủ kỷ mùi 1979 là 47 tuổi, tuổi Mụ, sẽ không phạm kim lâu. Quan ốc năm 2025. Năm nay gia chủ tuổi kỷ mùi phạm tuổi quan ốc, ngũ thọ tử. Phạm quan ốc, ngũ thọ tử, có câu, ngũ tử ly thân phòng tử biệt, tuổi này làm nhà là phạm, trong nhà chia rẽ, lâm vào cảnh sinh ly tử biệt. Nếu vẫn muốn tiến hành, có thể tính đến phương án mượn tuổi xây nhà. Thái tuế năm 2025. Kỷ mùi 1979, năm Ất Tỵ 2025, sẽ không phạm thái tuế. Đánh giá chung về tử vi năm 2025, tuổi kỷ mùi nữ mạng. Với người tuổi kỷ mùi nữ mạng mà nói, 2025 là năm khá tốt lành, mọi phương diện như được người thổi nguồn gió mới mà bừng sáng. Nhờ vận niên ủng hộ lại có vận quý nhân dượng, công việc dù gặp khó khăn nhưng có người giúp đỡ, ngoại giao tốt đẹp, có điềm báo thăng tiến mạnh về đường công danh, tài lộc của đương số năm nay khá tốt. Đặc biệt
là làm ăn buôn bán thì sẽ thu được tài khí của Nưu Liên Ất Tỵ 2025 mà tiền bạc hanh thông. Dù là làm công ăn lương hay tự thân làm chủ đều có nhiều dòng tiền mời gọi, thu nhập không chỉ dừng lại ở một nguồn, đầu tư kinh doanh cũng cát lợi. Nhìn chung sang năm 2025, đương số đón nhiều may mắn và có cả những kỳ vọng mang tính bùng nổ, nhờ tác động tích cực của cục diện tam hội mà mọi phương diện cuộc sống đều có những bước tiến triển đáng kể. Dựa trên mối tương quan giữa can chi ngũ hành của bản mệnh và lưu niên Ất Tỵ, đồng thời sẽ tác động nặng nhẹ của hệ thống sao chiếu mạng mà Minh Đường Tử Vi đưa ra. Sau đây là những dự báo hung cát trong vận trình xuyên suốt năm 2025 của tuổi Kỷ Mùi nữ mệnh trên các phương diện khác nhau, cụ thể như sau. Xét về phương diện sự nghiệp của tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979, nữ mạng, trong năm Ất Tỵ 2025. Vận trình sự nghiệp của tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979, nữ mạng, nhờ có các tinh thiên đức chiếu mệnh nên khá ổn định trong năm Ất Tỵ này. Mặc dù người tuổi này còn vướng vào tranh cãi với tiểu nhân trong năm Ất Tỵ do các hung tinh gây ra, nhưng được sao may mắn thiên đức giúp đỡ nên hầu hết người tuổi này vẫn thể hiện được sự bình tĩnh và nhẫn nại của mình. Tuổi Kỷ Mùi 1979, nữ mạng, bước sang năm Ất Tỵ 2025 là 47 tuổi, đang ở cuối giai đoạn 2 của vận trình đời người, tam thập nhi lập, từ 30 tuổi trở đi lập thân, lập nghiệp, đã trụ vững, có nghề nghiệp, việc làm, có khả năng nuôi sống bản thân và gia đình, đã xác định vị trí của mình trong xã hội. Tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979, nữ mạng, ắt đây sẽ trải qua giai đoạn thịnh vượng nhất nhì trong sự nghiệp, với nhiều quyền lực và địa vị, có chức quyền và tiền tài trong tay. Năm 2025, đối với bản mệnh tuổi Kỷ Mùi là tương đối ổn định và suôn sẻ trong công việc. Đặc biệt, những người làm kinh doanh sẽ tiếp tục phát triển rất thịnh vượng trong năm nay, công việc làm ăn của bạn khá thuận lợi, cơ hội làm ăn ngày càng lớn mạnh. Tử Vi dự báo bản mệnh tuổi Kỷ Mùi 1979 sẽ nhận được may mắn nhiều hơn trong công việc, cho nên cần phải cố gắng hết mình, nỗ lực để có vị trí tốt hơn ở nơi làm việc. Nếu như trong năm này có thay đổi nơi công tác hay xin việc thì bản mệnh cũng nhận được vào chỗ đang thiếu người và phù hợp với năng lực của bản mệnh, rất tốt. Đặc biệt, trong năm 2025, thầy Gia Cát khuyên các bản mệnh tuổi Kỷ Mùi hãy luôn mang bên mình dòng tay tam hợp quý nhân, Dần, Ngọ, Tuất giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, tốt đẹp sẽ đến với bản mệnh, từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng, giúp cho bản mệnh có một năm bội thu, đại cát, đại lợi. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979, nữ mạng, trong năm Ất Tỵ 2025. Tử Vi tuổi Kỷ Mùi 1979, nữ mạng, trong năm 2025, về mặt tài lộc cũng rất mạnh. Với sự trợ giúp của các cát tinh giúp cho vận trình tài lộc của bản mệnh có được nhiều sự may mắn, ví tiền của bản mệnh vẫn thu vào đều đều, cho dù đang làm một hay nhiều công việc. Trong đó, phương diện tài chính khả quan nhất là do sự nghiệp thăng tiến, người làm công ăn lương, văn phòng, công chức, viên chức, công việc gặp nhiều thuận lợi, có cơ hội được tăng lương, thăng chức trong năm nay. Nguồn sống và kinh tế của bản mệnh cũng được cải thiện rất nhiều. Các thần chiếu mệnh mang tới những cơ hội kinh doanh, hợp tác làm ăn lớn. Nếu đang làm trong lĩnh vực có liên quan đến đất đai, bất động sản thì bản mệnh tha hồ hốt vàng hốt bạc. Về phần tài lộc, nữ tuổi Kỷ Mùi sẽ dựng hơn năm cũ. Bạn có kinh nghiệm quản lý tài chính khá phong phú và điều kiện môi trường làm ăn rất tốt. Nếu bạn có thể tận dụng cơ hội làm ăn bằng tài ăn nói của mình thì năm nay kiếm được rất nhiều tiền. Phương thức làm giàu chủ yếu của bản mệnh là thông qua công việc chính, chứ việc phụ bên ngoài thì cũng có nhưng không nhiều. Với người làm công ăn lương, công việc tiến triển thuận lợi, kèm theo đó là thu nhập khá ổn định. Theo đó, bản mệnh có một năm tiêu tiền thoải mái, không phải đắn đo quá nhiều. Tuy nhiên, về mặt tài chính trong năm nay, bản mệnh cũng phải tiêu pha tiền bạc tốn kém nhiều, có nhiều việc phát sinh ngoài ý muốn. Nếu như cho vay mượn về tiền bạc thì khó đòi lại được. Hơn nữa, trong năm có vận niên, thổ lộng nguyệt, thì bản mệnh cũng nên hạn chế đến nơi tiệc tùng ăn uống sẽ tốt hơn. Xét về phương diện tình cảm của tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979, nữ mạng, trong năm Ất Tỵ 2025.
Bản mệnh tuổi Kỷ Mùi bị ảnh hưởng bởi sao Cách Giác và Thiên Khốc là hung tinh. Hầu hết những người tuổi Kỷ Mùi đều tương đối thờ ơ, ích kỷ, xấu tính trong tình yêu. Bởi bạn nghĩ bạn sống vì người ta quá đủ rồi, đây là lúc bạn cần sống vì chính mình. Và vì nhân cách của bản mệnh ngày càng xấu đi, những người xung quanh sẽ tránh xa bạn, kể cả những người thân yêu đã từng gắn bó với bạn trong quá khứ. Vì vậy, trong năm nay, vận tình cảm của người tuổi Kỷ Mùi có phần suy yếu, tình duyên nhiều gập ghềnh, cuộc sống gia đình tương đối èo uột. Người đã có gia đình nên cẩn thận giữ mình, hành xử có chừng mực để tránh vướng phải tình cảm ngoài luồng. Do không làm chủ được bản thân, nên tuổi này rất dễ sa ngã khiến gia đình đổ vỡ. Về những tháng cuối năm, gặp vận niên, thố lộng nguyệt, tức là mèo chơi trăng. Điều này giúp cho bản mệnh tuổi Kỷ Mùi nhìn nhận lại bản thân mình, đã sửa đổi được nhiều tính xấu, giúp cho vận trình tình cảm của bạn như được thay da đổi thịt, có được những phút giây vui vẻ, hạnh phúc, gia đình yên ấm, con cái ngoan ngoãn, chuyện tình cảm trở nên tốt đẹp hơn. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979, nữ mạng, trong năm Ất Tỵ 2025. Vận trình sức khỏe của tuổi Kỷ Mùi 1979, nữ mạng, cũng không mấy khả quan. Bị ảnh hưởng bởi hung tinh, cách giác, địa tang, dĩ cập, vận trình sức khỏe của bản mệnh giảm sút trong năm nay, các vấn đề về thể chất của bạn thường xuyên xuất hiện. Không chỉ vậy, nhiều bản mệnh tuổi này cũng sẽ gặp phải một số chấn thương do thương tích, tai nạn hàng ngày. Vì vậy, tử vi khuyến bản mệnh tuổi này nên cẩn thận hơn, đặc biệt là trong cuộc sống hàng ngày, chăm sóc bản thân, cảnh giác với thế giới xung quanh để tránh những tổn hại không đáng có. Ngoài ra, áp lực về công việc, tiền bạc cũng là yếu tố khiến tinh thần của bản mệnh bất ổn hay lo lắng, stress. Một khi tình trạng này kéo dài có thể dẫn đến sức khỏe suy kiệt, sức đề kháng kém thì rất dễ mắc bệnh theo mùa hoặc bệnh cũ tái phát. Bản mệnh trong năm này cần biết điều tiết cảm xúc, cân bằng giữa thời gian làm việc và nghỉ ngơi để tâm bệnh không có cơ hội chuyển biến thành bệnh tật, rất có hại cho sức khỏe. Đặc biệt bản mệnh tuổi Kỷ Mùi trong năm này nên thường xuyên đi chùa để giữ được tâm thế thanh tịnh, thoải mái. Bản mệnh tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979, hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, Minh Quang Pháp Bảo. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, quá sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy gia các sẽ khai quang, trì chú và xem ngày, giờ, sử dụng vật phẩm theo tuổi của bản mệnh. Quá giải vận hạn theo phong thủy năm 2025 dành cho nữ mệnh Kỷ Mùi sinh năm 1979. Cách quá giải sao dân hớn theo phong thủy năm 2025 giúp quý bản mệnh nhận nhiều cát lành và may mắn trong sự nghiệp và cuộc sống. Đồ phong thủy. Dân hán hành quả nên dùng hành thổ để tiết khí hành quả của sao xấu, cụ thể như đeo trang sức đá quý màu vàng, màu nâu như thạch anh vàng, thạch anh tóc vàng, thạch anh lưu linh nâu, ổ phách. Hạn chế mâu thuẫn. Năm này bản mệnh dễ vướng vào chuyện rắc rối, thị phi, vì thế cần tự nhắc nhở bản thân luôn chú ý cách ăn nói hành xử, chớ gây thù chuốc oán với người khác, khiến các mối quan hệ xã giao bị ảnh hưởng, đẩy bản thân vào dòng lao lý. Giữ gìn sức khỏe. Bản mệnh không nên lao động quá sức, nếu cơ thể có dấu hiệu mệt mỏi thì nên nghỉ ngơi hoặc đi khám chữa bệnh ngay. Khi tham gia giao thông hoặc khi làm việc chân tay, vận hành máy móc cần giữ cho đầu óc tỉnh táo, tập trung để đề phòng thương tật. Cẩn trọng đầu tư. Mệnh chủ cần tránh dốc tiền làm ăn lớn, kẻo thua lỗ không đáng có. Trước khi đưa ra quyết định cần cân nhắc cẩn thận để tránh tiêu tốn tiền vô ích. Cách quá giải hạn ngũ mộ năm 2025. Về công việc làm ăn, cần kiểm tra nguồn gốc hàng hóa sản phẩm rõ ràng, không nên nhập những hàng kém chất lượng mà vướng vào dòng lao lý khiến tiền mất tật mang. Về tài sản, tiền của nên giữ cẩn thận, không nên nghe lời hay tin tưởng người khác mà cho vay hay mượn, chẳng may tiền không thu lại được mà nghĩa cũng không còn. Về lối sống, nên sống hướng thiện, tu tâm dưỡng tính, cho đi mà không cần nhận lại, tốt nhất nên kết giao với những người lương thiện, tránh người lưu manh lừa gạt. Cảnh báo, hãy hạn chế cho người lạ vào nhà, đặc biệt là ngủ qua đêm, không may kẻ xấu nổi lòng tham đánh cắp tài sản,
gây ra những điều bất lợi cho gia chủ và những người xung quanh. Trong năm Ất Tỵ 2025 này, tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979, nữ mạng, cần đặc biệt chú ý tới hạn ngũ mộ và sao dân hớn chiếu mệnh. Mức độ ảnh hưởng của hạn ngũ mộ đối với tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979, nữ mạng. Nhắc đến hạn ngũ mộ, người xưa có hai câu thơ dưới đây sẽ cho thấy rõ hạn ngũ mộ là tốt hay xấu. Ngũ mộ hạn xấu tổn tài, thiên tinh phải mắc dạ tai ngục hình. Như vậy, hạn ngũ mộ là hạn chủ về hao tài tốn của, nên dù ít dù nhiều, dù mất một phần hay nặng nề là mất tất cả, thì cũng khiến cho tinh thần gia chủ đi xuống, ăn không ngon ngủ không yên, tâm lý buồn lo, bất an. Hay nói cách khác, hạn ngũ mộ chủ về hao tổn tiền bạc, nhưng dẫn tới nhiều hệ lụy khác. Khi gặp phải hạn ngũ mộ, trong năm đó chắc chắn có nguy cơ bị mất mát, tiêu tán về tài sản, tiền của. Nhưng nặng nhất là khi mua bán giao dịch hàng hóa sẽ mua phải đồ kém chất lượng, không tốt. Hoặc khi thực hiện các giao dịch không có giấy tờ đảm bảo, hóa đơn rõ ràng thì khó mà được bảo hành khi hỏng, hoặc sẽ bị trộm cắp, tịch thu vì hàng mua không có xuất xứ rõ ràng. Ngay cả khi có lòng tốt cho người khác ở nhờ, ngủ nhờ cũng dẫn tới hao tốn tiền của, vì dễ gặp phải người gian, có tính trộm cắp gây thiệt hại về tài chính. Cụ thể hạn ngũ mộ được diễn giải như sau. Thứ nhất, bị kẻ gian lấy tiền của, hàng hóa mua vào kém chất lượng, hàng giả, hàng nhái, khiến cho tài chính suy giảm, thậm chí thua lỗ tới trắng tay, không một xu dính túi. Thứ hai, khi mua hàng không có hóa đơn, chứng từ thì dễ bị vướng vào vấn đề pháp luật, lao lý, mất tiền mà chất lượng chẳng thấy đâu, thậm chí còn bị bắt giữ, gặp rắc rối với pháp luật vì mua bán hàng hóa không chất lượng, hàng hóa không có xuất xứ rõ ràng. Thứ ba, ngay cả khi chúng ta có lòng tốt, muốn giúp đỡ người khác, cho vay, cho mượn tiền cũng gặp phải rắc rối, khó hoặc không đòi được tiền về. Cho người khác tá túc thì có nguy cơ bị trộm cắp vì gặp phải kẻ gian. Tất cả đều dẫn tới tiêu tán tiền bạc của gia chủ. Có 6 điều cần đặc biệt chú ý để vượt qua hạn ngũ mộ đối với tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979, nữ mạng, trong năm Ất Tỵ 2025. Thứ nhất, trong làm ăn buôn bán, cần kiểm tra xuất xứ hàng hóa rõ ràng, không sử dụng các mặt hàng kém chất lượng. Khi nhập hàng về phải có hóa đơn, giấy tờ rõ ràng, đừng vì một chút lợi nhuận mà nhắm mắt chấp nhận hàng kém chất lượng. Nhỡ như bị công an kiểm tra, tịch thu hàng hóa thì sẽ mất cả chì lẫn chài, tai bay dạ gió, rắc rối chồng chất. Thứ hai, về tài sản, tiền bạc của bản thân nên giữ cẩn thận, không nên cho vay hay cho mượn dù là bất cứ ai. Chẳng may tiền mất đi thì nghĩa cũng khó giữ. Thứ ba, nên sống hướng thiện, chăm làm việc có ích cho mọi người, cho đi mà không yêu cầu được nhận lại. Tốt nhất hãy tạo mối quan hệ với những người lương thiện, không kết giao với kẻ xấu. Thứ tư, đặc biệt nếu đang giữ nhiều tiền, vàng, thì cần tránh cất tại nhà mà hãy gửi tiết kiệm, vừa đảm bảo an toàn lại thu lãi, tránh được trộm cắp. Thứ năm, đứng về quan niệm phong thủy, bạn nên cân nhắc lại các yếu tố ảnh hưởng đến tiền bạc. Để thuận lợi giữ tiền bạc, bạn nên bày những vật phẩm phong thủy có tác dụng trấn an tài sản, hạn chế thất thoát. Thứ sáu, không để người lạ vào nhà hay ngủ qua đêm, tránh xảy ra trộm cắp tài sản. Tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979, nữ mạng, trong năm 2025, gặp sao dân hớn chiếu mạng. Sao dân hớn chiếu mạng nữ thì sẽ khó sinh và gặp họa huyết quang. Sao dân hớn chiếu mạng mệnh chủ nào thì gia đình mệnh chủ đó thường sẽ bị bất an, điền sản bất dưỡng nên cần phải thật thận trọng. Do vậy, từ xa xưa người ta vẫn quan niệm rằng để giảm bớt các vận hạn do sao dân hán chiếu mạng thì nên cúng giải hạn sao dân hán hàng tháng để tâm lý được vững vàng và an tâm hơn. Từ đó tạo dựng niềm tin sẽ gặp may mắn thuận lợi hơn trong cuộc sống và công việc. Nhìn chung, sao dân hán là một hung tinh nhưng cũng khá lành, thường không ảnh hưởng quá nhiều tới công việc và sức khỏe của mệnh chủ. Tuy nhiên, có điều vào một vài thời điểm quan trọng trong năm cũng nên chú ý giữ gìn bổn mạng, nhường nhịn lời ăn tiếng nói, cẩn trọng giữ gìn ngôn ngữ và hành vi, nên ứng xử đúng mực để tránh những thị phi rắc rối không cần thiết có thể xảy ra. Từ xa xưa người ta đã quan niệm rằng dù gặp sao tốt hay sao xấu thì cũng nên làm lễ hóa giải và nghênh sao. Sao dân hớn là một hung tinh, nên cần làm lễ giải hạn để tâm lý được vững vàng,
có thêm niềm tin trong cuộc sống, mong muốn tránh được rủi ro và gặp nhiều may mắn. Theo các chuyên gia phong thủy, thời gian cúng giải hạn sao Dân Hớn thích hợp nhất là vào lúc sao đăng viên, sao chiếu sáng tròn nhất. Ngày Dân Hớn tinh đăng viên vào lúc 9 giờ đến 11 giờ ngày 29 âm lịch hàng tháng, hướng về chính nam để làm lễ giải sao. Lưu ý, để việc làm lễ cúng giải hạn được tiến hành suôn sẻ thì trong nhà nên treo nhiều đồ vật cát tường. Cầu may hay dùng trang sức đá quý màu vàng như thạch anh tóc vàng, thạch anh vàng, ổ phách, lưu ly. Mọi thứ dùng để cúng giải hạn sao Dân Hớn cần chuẩn bị phải có màu đỏ. Trường hợp nếu những thứ khác có màu sắc khác thì dùng giấy màu đỏ gói lại hoặc lót giấy màu đỏ xuống phía dưới, sau đó đặt lễ lên trên. Dân thưa anh chị tuổi Kỷ Mùi, chọn người hợp tuổi xông nhà đầu năm là nét đẹp truyền thống của người Việt để cầu may mắn trong năm mới. Người đến xông nhà được chọn là người hợp tuổi với gia chủ. Nếu người đó sống đức độ, hiền lành thì càng mang nhiều phước khí. Gia chủ Kỷ Mùi khi chọn người xông nhà nên chọn các con giáp Dần, Tuất, theo tam hợp, Hợi, Mão, Mùi, hoặc theo nhị hợp, Ngọ, Mùi. Ngoài ra, gia chủ mệnh quả nên chọn người đến xông nhà có mệnh mộc sẽ rất tốt. Xem tuổi xông nhà, xông đất năm Ất Tỵ 2025 cho người tuổi Kỷ Mùi. Theo kinh nghiệm dân gian, khi chọn người xông đất nên chọn người có thiên can, địa chi, ngũ hành tương sinh với gia chủ. Đồng thời thiên can, địa chi, ngũ hành của năm 2025 cũng cần tương sinh với người đó. Các tuổi sau đây phù hợp với gia chủ để xông đất vào đầu năm mới. Các tuổi xông đất tốt với người tuổi Kỷ Mùi trong năm Ất Tỵ 2025 là Đinh Tỵ 1977, tốt. Tân Mão 2011, tốt. Đinh Hợi 2007, tốt. Bính Tuất 2006, tốt. Tân Dậu 1981, tốt. Bính Thìn 1976, tốt. Tân Mão 1951, tốt. Đinh Hợi 1947, tốt. Bính Tuất 1946, tốt. Đinh Dậu 2017, tốt. Các tuổi xông đất xấu với người tuổi Kỷ Mùi trong năm Ất Tỵ 2025 là Nhâm Dần 1962, không tốt. Giáp Dần 1974, không tốt. Giáp Tý 1984, không tốt. Ất Sửu 1925, không tốt. Ất Sửu 1985, không tốt. Nhâm Thân 1992, không tốt. Giáp Ngọ 1954, không tốt. Ất Mùi 1955, không tốt. Nhâm Thân 1992, không tốt. Giáp Ngọ 2014, không tốt. 2. Xuất hành đầu năm 2025. Mùng 1 Tết Ất Tỵ, xuất hành hướng Đông Nam để đón hỷ thần, hướng chính Bắc để đón tài thần. Khởi hành vào các khung giờ hoàng đạo, giờ Dần 3 đến 5 giờ, giờ Thìn 7 đến 9 giờ, giờ Tỵ 9 đến 11 giờ, giờ Thân 15 giờ đến 17 giờ, giờ Dậu 17 đến 19 giờ, giờ Hợi 21 giờ đến 23 giờ. Vận trình tử vi từng tháng của tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979, nữ mạng, trong năm 2025 được căn cứ theo 24 tiết khí để đánh giá và phân tích. Vận trình tháng 1 âm lịch 2025 đối với tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979, nữ mạng. Tháng 1 âm lịch năm Ất Tỵ 2025, hay còn gọi là tháng Giêng, vận trình của bản mệnh Đinh Mùi có chút khởi sắc, nhưng tài lộc và sự nghiệp cũng chỉ ở mức trung bình. Mặc dù hầu hết tình trạng công việc của bản mệnh vẫn ổn định, đối với bản mệnh đang xin việc thì không có nhiều cơ hội việc làm trong tháng này. Về cơ bản, người tuổi Kỷ Mùi trong tháng đầu năm mới cần phải nỗ lực hơn mới có cơ hội nâng cao tài lộc. Trong tháng này, bản mệnh nếu có ai đó vay mượn tiền bạc hay cho người lạ ngủ nhờ vào nhà thì nên tìm cách từ chối khéo léo, cho vay cho mượn tiền cũng gặp phải rắc rối, khó hoặc không đòi được tiền về. Cho người khác tá túc thì có nguy cơ bị trộm cắp vì gặp phải kẻ gian. Về phần sức khỏe, tháng này bản mệnh dễ cảm thấy mệt mỏi, có thể do ăn uống quá độ, ảnh hưởng đến cân nặng. Đồng thời, sự ảnh hưởng của hung tinh thiên khốc cũng có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe. Vận trình tháng 2 âm lịch năm 2025 đối với tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979, nữ mạng. Bản mệnh có được tác động tích cực từ cục diện ngũ hành tam hợp, Hợi Mão Mùi trợ mệnh, nên tính tình lạc quan, vui vẻ, phúc khí tràn đầy. Bản mệnh thu được thu hoạch tất cả các loại niềm vui và hạnh phúc,
cuộc sống tương đối thoải mái. Tuy nhiên, bản mệnh cũng đừng quá đắm chìm vào niềm vui mà quên mất đi việc phải đảm bảo cho sức khỏe tốt. Việc hội hè ăn nhậu là khó tránh. Bản mệnh cần chú ý ăn uống, đặc biệt là hạn chế rượu bia, chất kích thích để đảm bảo các bệnh về đường ruột, hệ tiêu hóa, dạ dày không bị tái phát. Ngoài ra, bản mệnh cũng cần chú ý khi đi ra ngoài, phải đảm bảo an toàn cho bản thân, nhất là trong dịp du xuân thì tình hình giao thông sẽ rất khó khăn. Vận trình tháng 3 âm lịch năm 2025 đối với tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979, nữ mạng. Bước sang tháng 3 âm lịch, do bị ảnh hưởng của hung tinh, lại là tháng Canh Thìn, tháng xung của bổn mạng, vận trình có nhiều trở ngại. Bản mệnh tuổi Kỷ Mùi chỉ cần làm việc chăm chỉ để vượt qua thời gian khủng hoảng này thì ắt vẫn sẽ thu được thành quả xứng đáng. Tháng này, một số người đang kinh doanh chứng khoán hoặc tham gia vào lĩnh vực tài chính có thể gặp phải sự sa sút trong vận may của mình. Tháng xung của tuổi bổn mạng, cho nên bản mệnh tuổi Kỷ Mùi cẩn thận về chuyện tình cảm. Có kẻ thứ ba xen vào tình yêu của hai người, những người đã kết hôn có thể sẽ xảy ra một số xáo trộn trong tháng này. Vận trình tháng 4 âm lịch 2025 của tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979, nữ mạng. Tháng 4 âm lịch, bản mệnh tuổi Kỷ Mùi cũng dễ bị xáo trộn bởi một số cảm xúc tiêu cực, khiến bản thân sa sút do năng lượng tiêu cực gây ra. Không chỉ vậy, dưới ảnh hưởng của các sao hung tinh, một số người trong tháng này còn có thể nghe được vài tin xấu từ người thân, khiến bản mệnh lo lắng và dễ bị bi quan bao trùm. Nếu không can thiệp thì có thể sẽ phát sinh chuyện thị phi. Vì vậy, khuyên cho bản mệnh tuổi Kỷ Mùi trong tháng này nên chú ý điều chỉnh trạng thái và cảm xúc của mình, sống lạc quan nhất có thể. Gặp chuyện rắc rối thì nên tâm sự với mọi người xung quanh, đừng đặt nặng vấn đề quá, kẻo nhiều áp lực cho bản thân. Vận trình tháng 5 âm lịch năm 2025 đối với tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979, nữ mạng. Sang tháng mới, về phương diện công việc làm ăn của bản mệnh tuổi Kỷ Mùi đã đi vào ổn định hơn trước. Bản mệnh nên tập trung vào công việc nhiều hơn để thu gặt hái nhiều thành quả về cho mình. Tháng được cục diện ngũ hành Ngọ Mùi hợp nhật nguyệt, vận quý nhân giúp sức, tiền bạc có nhiều dấu hiệu khởi sắc, việc kinh doanh, buôn bán phát triển thuận lợi, tiền bạc thu vào không ít, tài lộc tương đối lạc quan. Về sức khỏe thì gia chủ tháng này sức khỏe tốt, nhưng chú ý cẩn thận ăn uống, dễ mắc bệnh cũ tái phát. Chú ý là đi lại cần cẩn thận, tránh gặp tai nạn, họa huyết quan. Bước sang tháng 6 âm lịch năm 2025 đối với tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979, nữ mạng. Tháng 6 âm lịch, dưới sự tác động của cục diện Mùi Mùi tự hình, làm cho vận trình sự nghiệp bị sa sút. Những trận đòn tâm lý và những lời thóa mạ ác ý từ đồng nghiệp đã khiến cả công việc và các mối quan hệ xã hội của bản mệnh đều sa sút. Có những kẻ xấu khiến những bản mệnh đang tham gia vào ngành kinh doanh có thể gặp nạn trong tháng này. Tình cảm của bản mệnh tuổi Kỷ Mùi có điềm báo xấu, bị sao hung tinh đại hao, qua cái xuất hiện trong vận trình, nên người tuổi Kỷ Mùi sẽ dễ gặp tai họa. Lời khuyên cho tuổi Kỷ Mùi trong tháng này cần chú ý, không nên cho vay mượn về tiền bạc, cũng không nên đầu tư một khoản tiền lớn vào một dự án nào đó mà mình chưa chắc chắn, tránh tự gây ra họa và những phiền phức không đáng có cho bản thân. Vận trình tháng 7 âm lịch 2025 đối với tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979, nữ mạng. Bước sang tháng 7 âm lịch, còn gọi là tháng cô hồn, vận trình của bản mệnh tuổi Kỷ Mùi có phần ảm đạm. Tháng này vận khí suy giảm, công việc gặp nhiều trục trặc, tiểu nhân quý phá, tài lộc bấp bênh, bản mệnh tuổi Kỷ Mùi cần chú ý hơn trong cách hành xử của mình với mọi người xung quanh, đặc biệt là đồng nghiệp và cấp trên, để tránh gây thêm phiền phức gây cản trở công việc và con đường thăng tiến của bản thân. Sao thiên khốc soi chiếu, khiến bản mệnh có tính khí thất thường, đặc biệt là khi nói chuyện với nửa kia hoặc thành viên trong gia đình, bản mệnh nóng nảy, thiếu kiểm soát, thường xuyên cãi giả hoặc xung đột với các thành viên trong gia đình, dù chỉ là những vấn đề nhỏ nhặt, dẫn đến không khí gia đình căng thẳng. Vì vậy, bản mệnh tuổi Kỷ Mùi nên học cách kiềm chế tính khí và cảm xúc của mình, không nên thường xuyên trút năng lượng tiêu cực vào người thân, điều này rất bất lợi cho tài vận và tình cảm của gia đình. Vận trình tháng 8 âm lịch năm 2025 đối với tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979, nữ mạng. Vận trình tháng 8 âm lịch, tháng Ất Dậu,
được thiên đức các tinh trợ mệnh mang lại nhiều điểm sáng cho vận trình của bản mệnh tuổi Kỷ Mùi. Nhiều tin vui đưa tới, bản mệnh không bị ảnh hưởng nhiều bởi các sao xấu, vận trình cứ thế mà băng băng tiến về phía trước. Bản mệnh có một tháng thông dong, nhàn nhã hơn bao giờ hết. Bản mệnh không cần lo lắng về cuộc sống, cơm áo gạo tiền, và cũng có rất nhiều thời gian rảnh để làm những gì bản mệnh muốn. Phương diện tình cảm có nhiều chuyển biến tích cực, người độc thân có thể gặp được một vài đối tượng khá triển vọng. Tuy nhiên, bản mệnh cũng cần khiêm tốn hơn nữa trong các mối quan hệ, không nên tự tâng bốc bản thân quá nhiều, nên dành nhiều thời gian để lắng nghe đối phương nhiều hơn. Vận trình tháng 9 âm lịch năm 2025 đối với tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979, nữ mạng. Bước sang tháng 9 âm lịch, bản mệnh tuổi Kỷ Mùi lại có được vận trình tương đối tốt, được các tinh Thanh Long phù trợ, công việc hanh thông thuận lợi. Dù có ảnh hưởng bởi thái tuế hung tinh, nhưng không quá mạnh. Những người làm kinh doanh, buôn bán thì việc kinh doanh, buôn bán nếu tập trung vào công việc thì cũng được thông thuận, hàng hóa tấp nập, buôn may bán đắt. Người làm công ăn lương cũng có một tháng tốt lành, công việc trôi chảy, cấp trên nâng đỡ, đồng nghiệp nể trọng, có được cơ hội tiếp cận với những dự án mới, mang lại cho bản mệnh nhiều tiềm năng về tài chính trong tương lai. Bước sang tháng 10 âm lịch năm 2025, đối với tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979, nữ mạng. Bước sang tháng mới, các mối quan hệ xã hội của bản mệnh tuổi Kỷ Mùi có sự phát triển tương đối tốt. Công việc đều tiến triển thuận lợi, sự nghiệp của bản mệnh về cơ bản vẫn duy trì được trạng thái tiến triển ổn định. Tháng này sẽ là một tháng may mắn đối với tuổi Kỷ Mùi, bản mệnh cũng cần phải biết nắm bắt cơ hội để mở rộng quan hệ xã hội của mình. Điều này thực sự rất hữu ích cho mạng lưới và công việc sự nghiệp của bản mệnh, tài lộc trung bình, nếu như biết nắm bắt thời cơ dẫn thu về lộc lá đầy nhà. Về gia đình cũng không cần lo lắng quá nhiều. Vận trình tháng 11 âm lịch năm 2025 đối với tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979, nữ mạng. Bước sang tháng 11 âm lịch, nhìn chung với bản mệnh tuổi Kỷ Mùi có nguồn tài chính rủng rỉnh, thu nhập chính và thu nhập phụ đều có sự tăng trưởng thích hợp, bản mệnh cũng sẽ thu được lợi tức từ quản lý tài chính và cổ phiếu. Sự tác động tích cực của các tinh, người làm công việc kinh doanh có thể gặp được nhiều may mắn và thuận lợi, lạc quan. Do có mối quan hệ trong làm ăn được tốt đẹp ở thời điểm này, nên một số bản mệnh làm ăn buôn bán sẽ rất hanh thông, tài lộc tăng lên nhanh chóng. Nếu có thể nắm bắt cơ hội và làm việc chăm chỉ để kiếm tiền, thì tháng này sẽ là tháng thu hoạch tài sản của bản mệnh, và bản mệnh cũng sẽ có cơ hội kiếm được rất nhiều tiền. Vận trình tháng 12 âm lịch năm 2025 đối với tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979, nữ mạng. Bước sang tháng 12 âm lịch, do ảnh hưởng của Tết Nguyên Đán, nên tháng này bản mệnh tuổi Kỷ Mùi chắc chắn sẽ bận rộn hơn những tháng trước. Bản mệnh cần giải quyết nhiều công việc, sự nghiệp, cuộc sống gặp nhiều áp lực. Tháng này, bản mệnh tuổi Kỷ Mùi nên có kế hoạch cho công việc, biết sắp xếp thời gian hợp lý để thực hiện tốt khối lượng công việc cuối năm. Đây là thời điểm nước rút các dự án, cũng là lúc bản mệnh rất bận rộn. Nếu làm tốt công việc thì tiền lương, tiền thưởng của bản mệnh sẽ cho thu về thành quả xứng đáng. Tuy nhiên, dù cuộc sống có bận rộn tới đâu đi chăng nữa, bản mệnh cũng nên quan tâm tới sức khỏe của mình. Sức khỏe là vốn quý, đây là một điều cần thiết để hoàn thành được công việc trong thời điểm quan trọng này. Chuyện tình cảm tương đối tốt, khi các thành viên trong gia đình bắt đầu biết thông cảm và đặt mình vào vị trí của đối phương là dấu hiệu đáng mừng trong những ngày cuối cùng của năm. Cuối cùng là thông điệp may mắn dành riêng cho tuổi Kỷ Mùi nữ mệnh trong năm 2025 này. Đường đời không trải đầy hoa hồng, có vui có buồn, có may mắn, có bất hạnh, cách vượt qua khó khăn sẽ giúp con người đứng vững trước những sóng gió bão táp, với hy vọng sau cơn mưa sẽ thấy cầu vồng. 1. Nhìn thẳng vào hiện thực. Cách vượt qua khó khăn tốt nhất không phải là né tránh, chạy trốn, mà là nhìn thẳng vào hiện thực. Bất hạnh luôn đến trong mỗi cuộc đời, bằng cách này hay cách khác, là chuyện này hay chuyện khác, lựa chọn bình tĩnh thực tế hay hoảng loạn, mất phương hướng là ở mỗi người. Cách lựa chọn ấy sẽ quyết định việc bạn có thể thoát ra khỏi rắc rối hay cứ bị nó quẩn quanh mãi. Vì suy cho cùng, không ai thắng được kẻ thù mà không đối diện với nó cả. 2. Truy tìm nguyên nhân. Chuyện nào cũng đều có nguyên nhân,
lúc rơi vào cảnh khốn thường nhất, thời hồ đồ có cách nhìn tiêu cực mà quên đi cái cốt lõi của vấn đề, ngã ở đâu, đứng dậy ở đó, bình tâm lại mà tìm hiểu, phân tích, lý giải tại sao bản thân lại gặp phải trường hợp này, đừng ngại ngần chia sẻ với người khác, nhờ sự giúp đỡ để được chỉ điểm, người ngoài cuộc bao giờ cũng sáng suốt hơn người trong cuộc. 3. Dốc sức giải quyết. Những khó khăn của cuộc đời mình chỉ có thể tự bản thân giải quyết, thay đổi hoàn cảnh không bằng thay đổi chính mình. May mắn cũng có cái lý lẽ của riêng nó. Chẳng thể mãi tìm đến một người, không có cố gắng phấn đấu. Giống như nhân quả ở đời, gieo nỗ lực gặt thành công và ngược lại. Sai lầm không đáng trách. Sai để biết thế nào là đúng. Đáng trách là biết sai mà không sửa. Cuộc đời này luôn cho phép ta phạm phải sai lầm và sửa chữa sai lầm. Cách vượt qua khó khăn của mỗi người không giống nhau, nhưng hãy tin tưởng rằng ai cũng có đủ sức mạnh, cả thể chất và tinh thần để đương đầu với mọi biến cố. Cuộc đời này dẫu có phủ đầy bùn đất lên bạn, thì hãy đạp bùn mà đứng lên cao hơn, vì không vinh quang nào không dệt bằng cay đắng, không thành công nào không bắt đầu từ thất bại. Mỗi khi gặp trở ngại, hãy tự nhủ mình rằng đây chỉ là tình huống tạm thời, nó không kéo dài mãi mãi, ta là chủ đời theo cách mà ta mong muốn nhất. Kính thưa quý vị, con người trên đời không ai hoàn hảo vô khuyết, khó tránh khỏi có lúc phạm sai lầm. Đức Phật dạy, trên đời có hai hạng người đáng quý nhất. Một là người không mắc phải lỗi lầm gì. Hai là người có lỗi nhưng biết sai và sửa chữa. Đã là người phàm thì ít nhiều chúng ta thường mắc phải những lỗi lầm trong cuộc sống. Nhưng nhận ra lỗi sai và sửa lỗi sẽ khiến chúng ta nhận được sự kính trọng của người khác. Người như vậy sẽ được thần Phật che chở. Người làm sai và biết hối cải, biết tìm đến cửa Phật để sám hối về những tội ác mình đã gây ra trước đó, cũng có thể đó là một người làm lại một lần nữa. Cũng như lời Phật dạy về sám hối, phải biết hối mới mong nhẹ nghiệp. Còn nếu như một người biết rõ việc mình làm là sai, nhưng không biết hối cải, không có ý thức mình làm sai, vậy thì hành động đi bái Phật cũng không phải là sám hối thật lòng. Họ chỉ đang cố làm ra vẻ tin Phật mà thôi, chứ thực tâm trong lòng họ chẳng hề có một chút áy náy nào. Sám hối thực chất là một hành động xin lỗi về lỗi lầm mình đã gây ra. Thế nhưng con người thường rất e dè trước lời xin lỗi, bởi vì họ bị gắn chặt bởi chấp thủ và chấp ngã. Chấp thủ chính là việc gì cũng cho mình là đúng, người khác sai đó còn gọi là tính bảo thủ. Chấp ngã đề cao cái tôi của mình. Dù có biết lỗi nhưng không nhận lỗi vì sợ làm mất giá trị của bản thân, người khác coi thường. Nên với người này, hai từ xin lỗi thường nặng nề và không được sử dụng đến. Những người gây tội lỗi thường cảm thấy không yên ổn trong cuộc sống bởi lương tâm day dứt, hoặc sau đó gặp những chuyện không may xảy ra. Vì thế, chỉ cần sám hối một cách thành tâm sẽ làm cho tâm hồn được nhẹ nhàng, thanh thản. Phật giáo vốn rất đề cao nhân quả báo ứng. Người làm sai chắc chắn sẽ phải chịu nghiệp báo do sai lầm của mình gây ra. Sau khi chịu quả báo mà vẫn không biết hối cải, vậy thì Đức Phật sẽ không bao giờ phù hộ cho người ấy. Dân, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979, nữ mạng, trong năm Ất Tỵ 2025. Minh Đường tử vi rất mong rằng quý vị sẽ có một năm nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường tử vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.